Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với khóa học mùa hạ dành cho các bạn 2K9. Bạn nào đã vào học ở trong buổi ngày hôm nay rồi thì nhanh chóng điểm danh cho chị biết nha. Xin chào tất cả các em. Các bạn ơi, vậy là buổi khai giảng của chúng ta đã bắt đầu diễn ra rồi đấy. Nên là bạn nào đã vào học rồi thì bình luận cho chị biết với nhé. Xin chào các em. Các em có nhớ lịch, các bạn có nhớ lịch buổi khai giảng của chúng ta ngày hôm nay không? Để chị xem là có những bạn nào đã vào học nhá. Rồi, xin chào Thu Hiền, xin chào Nhã Uyên. Chị thấy ở đây có bạn Nhi Ngọc này, có bạn Minh Thúy. Xin chào Phạm Thư nhá. Xin chào Hải Yến. Xin chào bạn Thảo Nguyên này. Rồi, chị đã thấy bạn Thanh Hà vào học. À, có bạn Bơ Thúi nữa này. Bơ Thúi ơi, em tên là gì đấy? Có Mi Vi, có Thúy Quỳnh, có Thảo Trần nữa. Chúng ta sẽ đợi một ít phút để các bạn vào học đông đủ hơn. Sau đó thì chị sẽ hướng dẫn các em và giúp cho các bạn nắm bắt được là khóa học này của chúng ta thì sẽ học những kiến thức gì nhá. Xin chào Thảo Hương nha. Rồi, chị thấy bạn Thu Dương đã vào học này. Các em mà có bạn bè của mình ở trong khóa học này thì hãy nhớ là gọi bạn bè vào học nhé. Bởi vì là mặc dù ở đây chị chưa thể thông báo một cách chi tiết về nội dung của buổi ngày hôm nay, nhưng chị hứa trước đấy là cuối buổi ngày hôm nay chúng ta có một mini game nho nhỏ. Thế nên là bạn nào mà theo dõi đến cuối buổi thì sẽ có cơ hội được nhận quà các bạn nhé. Mini game tặng sách luôn. Thế nên là các bạn nhớ là theo dõi đến cuối buổi ngày hôm nay nha. Rồi, chị thấy bạn Khánh Chi này, bạn Kim Anh. Xin chào Kim Anh nhá. Đúng rồi đấy, chính xác. Nhớ tác bạn bè vào học nha. Nhớ gọi bạn bè của mình vào học với nhá. Chị thấy là trong khóa học này của chúng mình ấy là nhiều bạn là học theo nhóm lắm. Kiểu như là cùng với cả bạn bè của mình chúng ta cùng tham gia vào các khóa học này. Bởi vì dẫu sao bây giờ cũng đang là kỳ nghỉ hè. Thế nên là học một mình đôi khi là không có đủ động lực. Đấy, nên chúng mình sẽ có thêm các bạn bè và tham gia các khóa học miễn phí như thế này. Nên đừng quên là gọi bạn bè của mình vào học nhé. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình ý, thì ở đây chị nhấn mạnh hôm nay chính là buổi khai giảng của khóa học mùa hạ. Đấy, khóa học nào của học văn chị Hiên trước khi mà chúng mình đi vào học cụ thể thì cũng sẽ có một cái buổi khai giảng để cho giáo viên có thể hướng dẫn kỹ cho chúng ta, biết cho các bạn là, giúp cho các bạn biết được rằng là trong khóa học đấy mình học bao nhiêu buổi này, nội dung của từng buổi là gì, cách thức học ra sao, cần chuẩn bị những gì nhé. Thế nên là tham gia buổi ngày hôm nay, các bạn giúp chị là chúng ta chuẩn bị ít nhất là một cuốn vở ghi và bút viết. Hôm nay thì chưa cần sử dụng đến sách giáo khoa, nhưng mà hôm nay thì cần phải có vở ghi và bút viết. Ok chưa nào? Đấy, để chúng ta ghi lại những thông tin quan trọng và các buổi sau thì chúng mình cứ như thế mà học thôi. Cứ như thế mà chúng ta thực hiện thôi. Đồng ý chưa? Hiện tại chị thấy đã có rất là đông các bạn vào theo dõi rồi này. Gần 100 bạn vào theo dõi rồi đấy. Thế thì cho chị nhắc lại một chút nhá. Hôm trước chị có đăng tải một bài đăng để các bạn điểm danh và nhận quà. Thế nhưng mà số lượng các bạn điểm danh là chưa có đủ đâu. Đấy, nếu như mà đủ 200 bạn điểm danh ở trong cái bài đăng đó nhá, là sẽ có một cái phần quà, một tài liệu độc quyền luôn. Đáng ra là chỉ có các bạn ở trong khóa học Văn VIP mới được nhận tài liệu đó. Nhưng nếu như mà chúng mình điểm danh với đầy đủ từ 200 bạn trở lên ở trong cái bài đăng nội quy khóa học này này, đồng ý chưa ạ? Nhá, là chị sẽ tặng cho các bạn tài liệu là các cụm từ, các từ ngữ thay thế tên các tác giả văn học trung đại. Ví dụ như là thay vì việc gọi là tác giả Nguyễn Dữ thì chúng ta có thể gọi với những cái tên nào khác, với những cách mà người ta mệnh danh nào khác về tác giả đó.
Đấy, những cái phần kiến thức mà không dễ để chúng mình tìm kiếm đâu, nhưng lại rất dễ để đem đến sự đặc sắc trong bài viết của các em. Thế nên là chúng mình ơi, tham gia buổi ngày hôm nay thì sau khi kết thúc buổi học này, nếu như bạn nào còn chưa điểm danh ở cái bài nội quy khóa học này nhá, thì nhớ vào điểm danh nhá, ok chưa? Để chị biết là các em đã nắm bắt được khóa học này và chị có thể tổng hợp được, biết được rằng là đã có ít nhất là 200 bạn vào học. Đấy, để mà chị có thể tặng quà nhá. Rồi, còn bây giờ thì hiện tại ở đây chị thấy là có gần 140 bạn vào tham gia rồi. Bạn nào vào tham gia thì hãy nhớ bình luận như là một cách điểm danh cho chị biết nhá. Còn bây giờ thì chị xin chính thức tuyên bố chào mừng các bạn đến với khóa học mùa hạ dành cho 2K9. Các bạn đã biết đến khóa học này chưa? Chị giới thiệu một chút nhá. Khóa học mùa hạ là khóa học được tổ chức thường niên bởi Học Văn Chị Hiên, bắt đầu từ lứa các anh chị 2K7. Đấy, bắt đầu từ lứa các anh chị 2K7 là đã diễn ra khóa học mùa hạ, là cứ vào độ tháng 6 hàng năm thì sẽ có một khóa học mùa hạ miễn phí được tổ chức bởi Học Văn Chị Hiên để đồng hành cùng với các bạn từ lớp 8 lên lớp 9. Gọi là khóa học mùa hạ mà, nghĩa là chúng mình sẽ học trong hè. Nhưng mà nội dung kiến thức thì sẽ không quá nặng nề đâu. Đây được coi như là một cái bước xuất phát điểm để cùng với các em, chúng ta đã có khóa học tiếp cận ngữ văn 9 rồi, đúng không? Thì bây giờ với những cái kiến thức nền tảng từ khóa tiếp cận đó thì chúng mình sẽ vận dụng để học chi tiết hơn ở trong khóa học mùa hạ này các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ học những gì? Thì buổi khai giảng ngày hôm nay chúng mình sẽ chưa đi vào học một bài cụ thể, mà các bạn hãy theo dõi và lắng nghe thật kỹ để chúng mình biết được rằng là xuyên suốt khóa học này thì từng buổi một chúng ta có những nội dung gì nha. Và chị cũng sẽ hướng dẫn cách thức học này, những cái tài liệu cần thiết để các bạn học tốt ở trong khóa học mùa hạ này. Và đặc biệt cuối buổi ngày hôm nay thì sẽ có một mini game. Thế nên là bạn nào mà đã vào theo dõi nhá thì đừng vội thoát ra, nhớ chưa? Đồng ý không nào? Đấy, thì bây giờ các bạn hãy giúp chị chuẩn bị là một cuốn vở ghi này và một chiếc bút để chúng mình cùng ghi lại những nội dung như sau nhé. Trước tiên, đó chính là về lộ trình học của khóa học này. Các bạn đồng ý không ạ? Nhá, một nhỏ. Tham gia một khóa học của Văn Chị Hiên ý, thì mà chị nghĩ rằng là khóa học nào cũng vậy, các bạn nên nắm được lộ trình học của khóa đó nhá. Đồng ý chưa ạ? Trước tiên là chúng mình nắm bắt về lộ trình học. Lộ trình học là gì? Là chúng mình sẽ biết được là chúng mình học trong vòng bao nhiêu buổi này, nội dung của từng buổi là gì. Đấy. Thế thì các bạn ơi, nào các bạn đang theo dõi buổi ngày hôm nay, thật ra những thông tin về lộ trình học đã được chị công bố rồi. Vậy thì có bạn nào nhớ không? Có bạn nào biết được rằng là khóa học mùa hạ này chúng mình sẽ học trong vòng mấy buổi không nhỉ? Bình luận cho chị biết nào. Khóa học mùa hạ này chúng mình sẽ diễn ra trong vòng mấy buổi nhỉ? Điều này chị đã từng bật mí rồi đấy. Chúng mình sẽ học trong mấy buổi đây? À, 3 buổi, 4 buổi, 4 buổi. 4 buổi các em nhá. Đúng rồi, ở đây có những bạn là nhớ đúng rồi này. Các bạn nắm rất là chắc về thông tin của khóa học này, chứng tỏ là không phải chúng mình chỉ tham gia cho vui, đúng không? Rõ ràng đã có một cái sự tập trung và đầu tư thời gian, đầu tư cái sự quan tâm của chúng mình để tham gia khóa học này. Nên một lần nữa chị nhắc lại và rất mong là các bạn nắm rõ, đó chính là về lộ trình học của chúng ta. Chúng mình sẽ học trong vòng 4 buổi. Ok chưa ạ? Nhá. Và buổi hôm nay chính là buổi đầu tiên này. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 25. Đấy, thì chúng mình sẽ có buổi khai giảng, là diễn ra vào ngày 25 tháng 6 này. Đấy, rồi chúng mình có buổi 1, là diễn ra vào ngày 26 tháng 6 này. Đó, rồi chúng mình có buổi 2, diễn ra vào ngày 27 tháng 6. Chúng mình có buổi 3, cũng chính là buổi tổng kết đấy nhá, buổi tổng kết.
thì sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Đồng ý chưa nào? Đó, diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Và thời gian học của chúng mình trong các buổi khai giảng này, buổi 1 này, thì chúng mình đều học là từ 20:30 đến khoảng 22 giờ, khoảng 1 tiếng rưỡi các bạn nhé, khoảng thôi. Bởi vì là chị không thể nào hứa chắc chắn với các em là đúng từng giây từng phút, là đúng trong vòng 1 tiếng rưỡi. Có thể là buổi hôm đó chúng mình có nhiều những cái nội dung chia sẻ hơn so với dự kiến, thì chị sẽ cố gắng là giải đáp được nhiều nhất những cái mong muốn của các bạn, giải đáp được nhiều nhất những cái băn khoăn của các em về bài học. Thế nên có thể là cái thời lượng của buổi hôm đó sẽ dài hơn. Nhưng mà dài hơn khoảng độ 15-20 phút thì chị nghĩ là các bạn lớp mình chắc cũng sẵn lòng thôi, đúng không? Ừ, đấy. Còn riêng buổi số 2, cái buổi mà diễn ra là vào ngày thứ 3, thì buổi ngày hôm đó chị có một hoạt động đào tạo giáo viên. Thế nên rằng là có lẽ sẽ không thể học đúng vào cái khung giờ này. Cụ thể thì chị sẽ thông báo lịch học của buổi học số 2 này tới các bạn nhé. Đồng ý chưa? Chúng mình sẽ không nghỉ đâu, nhưng mà sẽ có cái sự di dịch thời gian một chút xíu. Đấy, còn buổi tổng kết thì chúng mình cũng vẫn diễn ra là vào 20:30 đến 22 giờ nhá. Chỉ riêng có buổi này thì chị xin phép đánh dấu sao ở đây. Cụ thể thì chị sẽ thông báo lại cái lịch học của buổi học này tới các bạn sau nhá. Đó, thì đấy là về thời lượng học của chúng ta, thời gian học của chúng ta. Vậy còn về nội dung học nào? Nội dung học thì chúng mình sẽ học những gì đây? Các bạn ơi, các em có đoán được không? Các bạn có đoán được là trong 4 buổi này thì chúng mình sẽ học những gì không? À thế hay là cho chị biết cái mong muốn của các em được không? Các bạn thử đoán là trong vòng 4 buổi của khóa học mùa hạ này, cũng giống như mọi năm, chị bật mí và gợi ý nhé, là cũng giống như mọi năm thôi. Đấy, thì chúng mình sẽ học một cái phần kiến thức đầu tiên trong chương trình ngữ văn lớp 9. Cái phần kiến thức trọng tâm đầu tiên luôn. Thì các bạn thử đoán xem là đấy là kiến thức gì? À, các tác phẩm kỳ 1, các tác phẩm trung đại, Chuyện người con gái Nam Xương. Ồ, sao chúng mình đoán đúng thế nhở? Học các tác phẩm văn học lớp 9, các văn bản. Rồi, đồng ý. Chính xác, chúng mình sẽ học tập trung về kiến thức các văn bản ở trong khóa học này các bạn nhé. Đây là phần kiến thức rất trọng tâm. Nhưng nhớ này, không phải là tất cả. Chúng ta đi thi thì còn có nghị luận xã hội, chúng ta còn có đọc hiểu nữa, còn có những kiến thức tiếng Việt nữa. Nên không được có bạn nào được suy nghĩ rằng là học văn là cứ học thuộc các tác phẩm đâu nhá. Không phải đâu. Thế nhưng ở đây, trong khóa học mùa hạ này, với 4 buổi nho nhỏ thì chúng mình sẽ tập trung vào kiến thức của các văn bản. Mà cụ thể là các văn bản văn học trung đại các bạn nhé. Các văn bản văn học trung đại. Đấy, đây, bây giờ thì chị sẽ nêu rõ hơn nha. Buổi hôm nay thì chúng mình sẽ nắm bắt về lộ trình học thôi này. Còn buổi số 1, đây, buổi số 1 này này, thì chúng mình sẽ học về chuyện người con gái Nam Xương. Đồng ý chưa? Rồi đến buổi 2, chúng ta sẽ học về đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14. Đồng ý chưa ạ? Nhá, rồi đến buổi tổng kết này. Thì chúng mình sẽ được chọn, chị sẽ đăng một bài để các bạn bình chọn xem là các em quan tâm nhất tới đoạn trích nào ở trong truyện Kiều. Thì buổi hôm số 3 đó chị sẽ hướng dẫn các em phân tích cái đoạn trích đấy nhá. Nên chị ghi trước ở đây là một đoạn trích trong truyện Kiều. Ok chưa? Đó, của tác giả Nguyễn Du. Đây chính là nội dung học của chúng mình nhé.
Và cụ thể này thì trong một buổi học có thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi thì thực sự là không thể nào chúng mình phân tích kỹ và chi tiết được về từng văn bản này đâu. Bởi trong lộ trình của khóa học văn VIP thì mỗi văn bản này riêng chuyện người con gái Nam Xương là chị để đến 3 buổi liền. Hoàng Lê Nhất thậm chí là học trong 2 buổi liền. Đấy, thế nên rằng là bây giờ trong khóa học mùa hạ này với thời lượng của một buổi và khoảng 1 tiếng rưỡi thì chúng mình sẽ học cái phần trọng tâm nhất các em nhé. Ví dụ như là chuyện người con gái Nam Xương thì chị sẽ hướng dẫn các em cách phân tích về những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Vũ Nương chẳng hạn. Hay là về Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích một vài những phẩm chất tiêu biểu của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ này. Đấy, nhá. Thế nên rằng là các bạn giúp cho chị để có thể học tốt được các cái buổi này. Việc của chúng ta là đọc trước trong sách giáo khoa. Nhớ chưa? Đọc trước văn bản trong sách giáo khoa, bởi văn bản là vô cùng quan trọng. Có cả một khóa học được tổ chức để các em đọc văn bản cơ mà, chính là khóa tiếp cận mà vừa mới diễn ra trước đây thôi đấy. Khóa học tiếp cận ngữ văn lớp 9 mà chúng mình đồng hành cùng với chị Lan Anh đấy. Đúng không? Đấy, thì khóa đấy là cùng với các em đọc sách giáo khoa, đọc văn bản rồi. Thì khóa này là bây giờ chúng mình sẽ học kỹ hơn cách phân tích các cái văn bản đấy. Nhớ chưa nào? Hoàng Lê Nhất Thống Chí không thi chị ơi. Không phải là tất cả chúng mình đều không thi Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Cái đó là chị nhấn mạnh nhá. Cái thứ hai là bây giờ các em mới bắt đầu tìm hiểu về chương trình lớp 9. Các bạn có biết là bên cạnh kỳ thi vào 10 thì các em còn có những kỳ thi gì không? Kỳ thi giữa kỳ thi cuối kỳ. Đồng ý không ạ? Thế nên không phải là vì một vài bạn chúng mình không học về văn bản này, chúng mình có thể là có cái văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí nằm trong các văn bản giảm tải mà chúng mình không học được. Đấy, thực tế những năm trước cũng đã có rất là nhiều bạn, rất là nhiều những anh chị là bỏ qua văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí và cuối cùng thì sao? Thi giữa kỳ vào, thi cuối kỳ vào. Đó. Vậy nên là đã là một văn bản thì chúng mình vẫn học như bình thường thôi. Thậm chí là trong khóa học văn VIP thì chúng mình còn học đầy đủ hết cả về Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga nữa cơ mà. Đúng không? Đó, nhá. Thế nên là đây đã là cái lộ trình mà chị chốt rồi. Nên chị mong là các bạn nắm rõ và cứ như vậy chúng mình thực hiện thôi. Đồng ý không? Và chị tin chắc rằng là ở mỗi văn bản này sẽ có rất nhiều những kiến thức hay ho để cho các em tìm hiểu đấy. Ví dụ như về Hoàng Lê Nhất Thống Chí, một văn bản mà không những cung cấp cho chúng ta kiến thức về văn học mà còn là kiến thức về lịch sử nữa, rất nhiều những điều thú vị luôn. Rồi, những video ở trong khóa học này thì sẽ không được đăng tải trên fanpage học văn chị Hiên hiểu cơ sở nhé, mà sẽ chỉ ở trong khóa học mùa hạ trong nhóm kín này thôi các bạn nhá. Và học xong buổi nào thì chúng mình sẽ xóa video buổi đấy. Nghĩa là chị rất mong các bạn có thể sắp xếp thời gian vào để chúng mình học đúng giờ. Ok không? Hoặc là video thì sẽ được giữ thêm khoảng một ngày, chứ sẽ không phải là giữ lại vĩnh viễn. Thế nên điều đó được thực hiện nhằm mục đích không để cho tình trạng các bạn đăng ký tham gia rồi để đấy. Không thể nào là ngay từ hè mà chúng mình đã nỗ lực ảo được. Là cứ thấy khóa học nào, thấy cái gì hay hay là tham gia. Tham gia rất nhiều. Đến rồi cuối cùng là mình còn không biết là mình tham gia những gì và tất cả những cái sự tham gia đó giúp ích được gì cho mình. Mình có thực sự học hay không? Mình có thực sự là tận dụng được tốt lợi ích của những cái nhóm hay là những khóa học mình tham gia hay không? Bởi vậy, đấy, mặc dù cái việc là để cho các em không nỗ lực ảo ấy, phần nhiều là phải từ sự tự giác của các bạn. Nhưng mà các chị cũng mong được rằng là từ cái nội quy của khóa học này cũng sẽ nghiêm khắc hơn một chút, để phần nào các bạn nghiêm túc với việc học của chúng ta. Chúng ta đã dành thời gian ra rồi, mà lại còn thời gian quý báu của kỳ nghỉ nữa, nên hãy tận dụng nó thật tốt nhá. Đồng ý không? Rồi, đồng ý nhá. Thì chị sẽ giữ lại ít nhất một ngày. Chị sẽ giữ lại ít nhất một ngày, đồng ý không? Để bạn nào mà bị trùng lịch ý, thì các em cũng có thể dành thời gian xem lại sau. Nhưng phải xem lại nhá. Phải xem lại. Đấy. Chị ơi, khóa học văn VIP là học qua video hay sao ạ? Khóa học văn VIP của chúng mình thì sẽ có nhiều những cái chuyên đề em nhé.
Thì chuyên đề đầu tiên là chuyên đề về các văn bản văn học. Chúng mình sẽ học qua video, nhưng mà không phải là cung cấp cho các bạn một cái bộ video và các em muốn xem lúc nào thì xem, mà chúng mình vẫn có lịch học. Cứ đến cái thời gian đấy sẽ có chị trợ giảng đăng tải các video lên và các bạn vào học điểm danh rồi bình luận những cái thắc mắc của mình như bình thường. Ok không nào? Nhá. Đấy là giai đoạn đầu, giai đoạn về kiến thức nền thôi. Còn sang đến giai đoạn về phương pháp, cách viết bài văn, đoạn văn nghị luận văn học này, cách viết nghị luận xã hội hay là cách làm câu đọc hiểu thì chúng mình sẽ học qua phát trực tiếp nha. Chị đang giải đáp một thắc mắc của một bạn về khóa học văn VIP. Còn về khóa học mùa hạ này thì đây là khóa học miễn phí các bạn ạ. Và chúng ta chỉ học ở trong nhóm kín này thôi nhá. Chị sẽ không phát trực tiếp ở trên kênh fanpage những cái nội dung ở trong khóa học này đâu. Nên là các bạn nhớ tham gia đúng nhóm nha. Đúng nhóm, đúng địa chỉ, đúng thời gian. Một ngày thôi các bạn nhá. Giữ lại một ngày thôi. Bởi em nhìn thấy này, khóa học có 4 ngày liên tiếp mà giữ lại 2 ngày, thế thì khóa học sẽ bị kéo dài ra đến bao giờ nữa? Các bạn định bao giờ mới xem? Nên là chị nghĩ 1 ngày là đủ rồi. Và chúng mình dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi để xem lại các buổi học. Nếu như chúng mình bị trùng lịch thì chị nghĩ là điều đó hoàn toàn khả thi. Nhá, nên là chúng mình cố gắng nha. Rồi, xét tuyển tập 50 bài văn thì có tất cả các đề hay ra thi phải không ạ? Ý của em là chúng mình sẽ, tức nghĩa là nếu như mà sở hữu cuốn sách đó là chúng ta sẽ gặp những đề giống hệt như đi thi đúng không? Điều đó thì không thể rồi. Tại vì là các chị cũng không thể nào đoán được là khi đi thi thì các bạn sẽ gặp những đề chính xác cụ thể như thế nào. Nhưng ở đây, trong cái cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu thì sẽ là các đề bài về các phần trọng tâm nhất của các văn bản. Em nhá. Đấy. Ồ, sao lại có cả các bạn 2K10 ở trong này nhở? Rồi rồi các em ơi, bắt đầu đi quá xa rồi, bắt đầu đi quá xa rồi. Chúng ta quay trở lại với lộ trình của khóa học mùa hạ này nhá. Đồng ý không? Còn tất cả những cái băn khoăn của các bạn về khóa học văn VIP, về các đầu sách này, hay là về khóa học dành cho học sinh giỏi này, hay là về khóa học cho 2K10 này, hay là ai giảng dạy trong các khóa học này thì chị xin phép là sẽ giải đáp cho các bạn sau. Bây giờ chúng mình quay trở lại với nội dung của buổi khai giảng ngày hôm nay nhá. Đang học khóa mùa hạ mà chúng mình lại quay đi đâu mất rồi. Quay đi đâu mất rồi. Rồi, về khóa mùa hạ này thì các bạn có biết là ai đang đồng hành cùng với các em không đấy? Chị là Hải Quỳnh nhá. Và chị cũng sẽ là người đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học văn VIP luôn. Nên là bạn nào đăng ký thì sẽ học cùng với chị nha. Đấy. Rồi, có thể là các bạn đã biết đến chị Lan Anh này, đúng không? Nhưng mà trong khóa học này, khóa học mùa hạ và khóa học văn VIP thì các bạn sẽ đồng hành cùng với chị. Và chị là Hải Quỳnh. Rất vui vì được gặp các em ở trong khóa học này. Và nếu như may mắn thì còn là ở trong khóa học văn VIP nữa nhé. Ồ rồi, chị cảm ơn Kim Anh, cảm ơn Bơ Thúy nha. Rồi, đó là về nội dung học của chúng ta. Nhớ nhá, và các bạn cứ theo sát những nội dung này để chúng mình chuẩn bị bài cho tốt nhá. Đấy là về lộ trình học. Thế còn về những gì mà chúng ta cần phải chuẩn bị thì sao? Ở đây, mặc dù là các bạn cũng đã là học sinh lớp 9 rồi. Đấy, từ lớp 8 đến lớp 9 với cái tinh thần tự giác rất là cao rồi. Nhưng mà ở trong khóa học nào cũng thế, chị vẫn luôn có một cái mục nhắc nhở cho các bạn ở trong buổi khai giảng. Chính là những thứ mà các em cần phải chuẩn bị để tham gia khóa học một cách hiệu quả nhất. Thì trước tiên các bạn chuẩn bị giúp chị, đó chính là sách giáo khoa. Nhớ chưa nào? Sách giáo khoa không được thiếu nhá. Ồ, chị cũng không hiểu sao nhưng mà có nhiều bạn là rất là chủ quan trong cái việc là sử dụng sách giáo khoa trong quá trình học của chúng ta. Chúng ta rất là đề cao các cái nguồn tài liệu này, rất là đề cao các cái phần tài liệu ở đâu đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sách giáo khoa, là văn bản trong sách giáo khoa thì lại có không ít bạn là chúng mình không thực sự để tâm đâu nha. Đấy, thực tế là có những anh chị đây năm vừa rồi 2K8 vừa mới thi, đến lúc sắp thi rồi mà chị đọc những cái dẫn chứng, chị nêu lên những dẫn chứng ở trong tác phẩm A, tác phẩm B mà các bạn đấy chưa đọc bao giờ luôn.
chứng tỏ là đã bao giờ đọc sách giáo khoa đâu. Đặc biệt là các tác phẩm truyện, ví dụ như là chị có ôn cùng với cả các bạn về tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân chẳng hạn nhá. Thế thì chị mới bảo rằng là nhân vật ông Hai lúc mà mới nghe tin làng Chợ Dầu Việt Gian theo giặc ấy, thì ông Hai có những biểu hiện như thế nào, được nhà văn miêu tả ra sao. Thế thì các bạn đấy không nêu ra được, mà chỉ nêu theo cái trí nhớ của mình, dựa theo dàn ý trong tài liệu thôi nhỉ. Đấy, trong tài liệu ghi thì không có trích dẫn dẫn chứng ra. Thế nên các bạn ấy chỉ nhớ là ông Hai bàng hoàng và bất ngờ. Còn tại vì sao mà chúng ta suy ra được là ông Hai bàng hoàng và bất ngờ ấy, thì lại chẳng bạn nào trả lời được. Thế mới tài chứ. Rõ ràng là chúng ta thấy ông Hai bàng hoàng và bất ngờ là bởi vì nhà văn Kim Ngân viết là gì? Là cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê dần dần. Ông lão lặng đi tưởng như đến không thở được. Đấy mới là biểu hiện của sự bàng hoàng bất ngờ. Đó, nên là nhá các bạn ơi, không những ở trong khóa học này mà là trong toàn bộ chương trình môn ngữ văn mà các em học, đừng bao giờ xa rời sách giáo khoa. Nhớ nha, đừng bao giờ xa rời sách giáo khoa. Đấy, nên là đây sẽ là cái đồ dùng mà các bạn phải chuẩn bị đầu tiên này. Bây giờ các em mua sách giáo khoa là vừa kịp rồi, cũng không phải quá sớm đâu. Hay là nếu bạn nào chưa kịp mua nhá, chưa kịp mua ngay từ buổi ngày mai chẳng hạn, thì các em cũng có thể sử dụng các cái bản PDF ở trên mạng. Nhưng mà chị khuyên là các em nên mua đi nhá, nên mua để học luôn này. Cái thứ hai không thể thiếu chính là vở ghi. Và để ghi được thì cần phải có bút rồi. Cái này thì các bạn tự chuẩn bị nhá, không có quy định là các em phải chuẩn bị vở ghi bao nhiêu trang hay là bút loại gì đâu. Nhưng hãy có một cái cuốn sổ để chúng mình ghi lại, cuốn vở để chúng mình ghi lại, chứ không phải là những cái tờ giấy nháp xong rồi mỗi lúc chúng ta để một nơi nhá, mà hãy là một cái cuốn vở mà chúng ta có thể xem lại một cách đầy đủ và toàn diện nhất mỗi khi mà chúng ta muốn ôn lại một cái gì đó. Đó, và để tốt nhất hoặc là bạn nào có rồi thì cũng sẽ sử dụng luôn sổ tay văn học nhá. Và cụ thể là sổ tay văn học tập 3 về văn học Trung đại. Ở trong những buổi này, nếu bạn nào có thì chúng ta sử dụng nhé. Đồng ý chưa? Thế nên là hai cái đồ dùng đầu tiên này là quan trọng nhất này. Và bạn nào mà có sổ tay văn học tập 3 nữa thì chúng mình sẽ sử dụng ở trong khóa học này. Ok chưa? Rồi, mua ở đâu ạ? Em ơi, em đang muốn hỏi về sách giáo khoa hay là hỏi về sổ tay văn học nhỉ? Sách giáo khoa thì các bạn có thể mua ở nhà sách này, đúng không? Còn sổ tay văn học thì chúng mình có thể là nhắn tin về cho học cho fanpage Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở để chúng mình đặt mua nhé. Em thấy đoạn Trích Kiều là Ngưng Bích Thường ra thi, em nhớ nôm na một câu chân dung phản ánh trong tác phẩm cũng là dự cảm cho chân dung số phận. Mỹ Huyền ơi, ở đây em đang đi rất là sâu vào nội dung của một văn bản, mà ở đây thì chị lại đang chia sẻ về những gì chúng ta cần chuẩn bị ở trong khóa học này. Đấy, thế nên là em có thể là để dành những cái băn khoăn đó của mình, những cái chia sẻ đó của mình ở trong buổi học về truyện Kiều nhé. Đồng ý chưa? Buổi số 3 này này. Chúng mình sẽ cùng trao đổi kỹ hơn. Và chị cũng rất là khuyến khích việc mà các em tìm hiểu trước, đọc trước để có thêm nhiều những nội dung chúng ta cùng trao đổi. Thay vì việc là cứ đến mỗi buổi học chúng mình chỉ nghe, rồi viết, rồi lại nghe, rồi lại viết mà không có bất cứ một sự tương tác nào cả. Nếu như các em chuẩn bị trước được ý, thì các em sẽ dần dần có được cả cái tư duy phản biện nữa. Tư duy phản biện ở đây không phải là chúng ta cãi lại hay là chúng ta cứ thấy cái gì kiến thức thầy cô đưa, chúng mình phải đưa ra một cái ý kiến trái ngược hoàn toàn. Thầy cô bảo đúng, không, em thấy cho sai. Thầy cô bảo như thế này thì là đầy đủ, không, em thấy còn thiếu. Không phải, đấy là tư duy phản biện nhá, không phải đâu. Tư duy phản biện là chúng ta luôn có những cái câu hỏi đặt ra xoay quanh những kiến thức mà mình được tiếp thu. Ví dụ, chị nêu rằng là Vũ Nương là một người phụ nữ bất hạnh. Thế thì em đặt ra câu hỏi với một tư duy phản biện của mình thì em đặt ra câu hỏi là tại sao Vũ Nương lại là một người phụ nữ bất hạnh? Bất hạnh do đâu? Đúng không? Rồi là và bên cạnh số phận bất hạnh thì Vũ Nương còn có đặc điểm gì nữa không? Đấy, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều những cái câu hỏi.
Một trong những câu hỏi đó có thể là cái băn khoăn đi ngược lại với kiến thức chúng ta được tiếp nhận, nhưng đấy chỉ là một phần thôi nhá. Đấy, để dần dần chúng ta có được cái tư duy phản biện, nghĩa là luôn luôn băn khoăn về những kiến thức mình được tiếp nhận, thay vì việc là tiếp nhận nó một cách thụ động. Nhớ chưa nào? Rồi, sổ tay văn học tập 3 là sổ tay về các văn bản văn học trung đại em nhé. Còn về các văn bản nhật dụng thì là sổ tay văn học tập 4. Thương nhớ ngày xưa, chính xác rồi đấy. Đấy, cái tên thôi là chúng ta đã biết về nội dung rồi đúng không? Nên là bạn nào có thì chúng ta sẽ sử dụng sổ tay văn học tập 3 ở trong khóa học này. Ok chưa nào? Bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể là nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở để chúng mình tìm hiểu về cái cuốn sách này nói riêng và về bộ sổ tay văn học lớp 9 nói chung nhá. Hôm nay vẫn còn ưu đãi đấy. Hôm nay chúng mình còn đang được miễn phí ship này, và khi mua bộ sổ tay văn học là được tặng kèm theo sổ tay dẫn chứng đại dương văn học luôn. Nhưng mà cái đó ấy, thì lát nữa sau khi học xong khóa này kèm nhắn tin về fanpage luôn giúp chị nhá. Sau khi học xong buổi này, để bây giờ chúng mình tập trung vào đây, đến với phần thứ 3 này. Đến với phần thứ 3 bây giờ cũng rất quan trọng đây này. Ba nhỏ, đó chính là về cách thức học. Cách thức học ở trong khóa học này như thế nào? Nghĩa là chúng mình sẽ đi tìm cái câu trả lời cho việc là học như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất trong khóa học mùa hạ. Đồng ý chưa? Ok không ạ? Không bắt buộc nhá, sổ tay văn học là không bắt buộc, bạn nào có thì rất là tốt nhá. Còn hai cái đầu là hai cái bắt buộc. Bây giờ đến với phần thứ ba là cách thức học. Cách thức học ở đây là chị muốn hướng dẫn để các bạn làm sao chúng ta có thể không có những cái sự rắc rối này, và cũng không có những cái điều mà không hay xảy ra khi mà chúng mình học ở trong khóa mùa hạ này. Hình thức học của chúng ta là học qua phát trực tiếp, giống như buổi ngày hôm nay này. Nghĩa là đến giờ học, chị phát trực tiếp và các bạn cùng vào học luôn. Các em có thắc mắc gì, có điều gì muốn trao đổi, các bạn bình luận luôn. Giống như việc là chị đang giải đáp những cái bình luận của các em như bây giờ. Đấy, nhá. Thế nên là trước tiên chúng mình nắm rõ cho chị, tất cả các buổi của chúng mình là đều học qua phát trực tiếp. Trong nhóm kín. Và khi mà học xong một buổi thì sẽ có video, đúng không? Thì video sẽ được lưu lại thêm một ngày nữa. Đấy, chúng mình nhớ rõ nhá. Video sẽ được lưu lại thêm một ngày. Thế nên là khi mà học qua phát trực tiếp này, ngay trong buổi ngày hôm nay các em đã thấy một tình trạng diễn ra rồi. Chính là chị đang nói về nội dung A, và chúng ta bắt đầu bàn luận nhiều dần và đi đến nội dung B, khiến cho cái nội dung ban đầu chúng mình bị sao nhãng đi một chút. Và chính những bạn mà chúng ta bàn luận về những nội dung B đó, những cái nội dung hơi xa vời đó, thì lại mất tập trung với cái nội dung ban đầu chị đang nêu. Nên là hôm nay là buổi chúng ta tương tác là chủ yếu. Thế nên việc chúng mình bình luận nhiều không làm sao cả. Việc chúng mình nêu ra các cái ý kiến hay là ý kiến bàn luận của mình về tất cả các vấn đề thì không làm sao cả. Nhưng đến với các buổi học thì chị đề nghị nhá, là các em phải ưu tiên thứ nhất là lắng nghe trước. Đồng ý chưa ạ? Chúng ta phải lắng nghe trước. Lắng nghe phần mà chị nêu về kiến thức trước. Và sau đó, sau khi lắng nghe và hiểu được ý của chị rồi, chúng mình bắt đầu có thể đặt ra các câu hỏi. Và khi đó thì chúng ta sẽ bình luận câu hỏi của mình. Nhưng nhớ nha, chỉ xoay quanh nội dung bài học thôi. Chị rất mong là như thế. Ví dụ, chị đang nêu về những dẫn chứng về nhân vật Vũ Nương. Những dẫn chứng mà Vũ Nương khi mà ở cùng với cả người mẹ chồng lúc mà Trương Sinh đi lính ấy. Đấy, chị đang nói về phần đó để nói về sự thủy chung của Vũ Nương và sự hiếu thảo của Vũ Nương chẳng hạn. Thì chúng mình đừng vội hỏi chị cái đoạn mà Vũ Nương bị chồng nghi oan. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đang tập trung ở phần A này. Nên mặc dù
Em biết và em đang rất băn khoăn về nội dung của phần B, nhưng hãy để cho chị có cơ hội để hướng dẫn kỹ cho các bạn cái nội dung này trước đã. Hiểu ý chị không? Đấy, hay là đang học về Vũ Nương thì các bạn đừng hỏi chị về Quang Trung Nguyễn Huệ, đừng hỏi chị về Thúy Vân Thúy Kiều. Trừ khi đấy là những nội dung liên hệ mở rộng và chị đang đề cập đến. Đồng ý không? Các bạn đồng ý với chị điều đó không nhỉ? Các bạn đồng ý với chị điều đó không nào? Nhá, hãy tập trung đặt ra các câu hỏi về chính cái kiến thức mà chúng ta đang học. Chị nghĩ là điều này các bạn cũng đang làm rất tốt rồi. Bởi chúng ta học từ lớp 6 đến bây giờ, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là những cái năm học mà các em đã bắt đầu có nhiều những cái sự tương tác khi học cùng với thầy cô ở trên lớp. Các bạn phát biểu, đúng không? Thế nên bây giờ học ở trong khóa học online cũng như vậy. Hãy tập trung và hãy băn khoăn những gì mà chúng mình đang học nhé. Ok không? Rồi, bạn nào đồng ý thì có thể bình luận vâng ạ giúp chị, hoặc là đồng ý ạ giúp chị nha. Bạn nào đồng ý là khi học ý, chúng ta phải lắng nghe thật kỹ trước để hiểu kiến thức trước, sau đó chỗ nào chưa hiểu, chỗ nào muốn trao đổi thì chúng ta sẽ bình luận, và chỉ bình luận những nội dung liên quan đến kiến thức chúng ta đang học thôi. Thống nhất như vậy nhá. Đó, lại bắt đầu hỏi chị cả về loại bút nữa này. Lát nữa nha. Bây giờ chị nghĩ rằng là như thế này thì sẽ tốt nhất này. Đấy là chúng ta cứ tập trung để chị trao đổi các cái thông tin này trước. Sau đó, khi mà chúng ta tập trung ấy thì chị sẽ trao đổi rất là nhanh. Và đến cuối chị có thể dành ra thêm một vài phút để giải đáp các cái thắc mắc bên lề của các em. Ví dụ như chị dùng vở gì, chị dùng bút gì, hay là chị học như thế nào, rồi rất nhiều các cái câu chuyện khác bên lề. Thì chúng mình sẽ trao đổi ở cuối buổi nhá. Còn bây giờ thì tập trung vào những kiến thức này nhá. Đấy, rồi các bạn đã hưởng ứng rồi, các bạn đã vâng ạ rồi, các bạn đã đồng ý rồi, thì có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ cùng thống nhất như vậy và cứ như thế học trong các buổi tiếp theo. Nhớ nhá. Rồi, rất là cảm ơn các em. Cảm ơn cái sự hưởng ứng của các em. Bởi vì là chị cũng chỉ lo rằng là các bạn không đồng ý cách học như vậy thì lại phải tìm kiếm theo một cái cách học khác hay là thay đổi theo một cách học khác. Nhưng chị nghĩ là với khóa học online, cái việc tương tác trực tiếp giữa giáo viên và các bạn học sinh đã có ít nhiều những cái sự hạn chế rồi. Thì thay vì việc là chúng ta có quá nhiều các câu hỏi và chúng ta cứ lúc nào chúng ta muốn hỏi là chúng ta hỏi luôn, thì khiến cho buổi học bị gián đoạn, bị có những cái phút giây là không cần thiết. Đấy, thì chúng ta cứ học đến đâu, nắm chắc đến đó, tập trung đến đó. Rồi mọi thông tin khác thì chúng mình có thể dành ra một ít phút cuối giờ để chúng ta trao đổi với nhau. Đó nhá. Và thêm một cái nữa này, đừng quên là phải ghi chép. Nhớ nhá, các buổi học khác thì chúng mình cũng sẽ cùng viết với chị như thế này này. Các em thấy là cùng viết với chị như thế này thì các bạn có dễ học hơn không? Thay vì việc là chị có một cái bộ tài liệu và đọc theo như thế, thì các bạn thấy là khi mà chị viết và các em cũng viết theo, tất nhiên là không cần phải viết y hệt theo cái cấu trúc như thế. Các bạn có thể tự do sáng tạo theo sơ đồ tư duy của mình, theo cách trình bày của mình, cách trang trí của mình. Nhưng kiểu như là chị nói đến đâu này, viết ra các từ khóa và các bạn cũng viết lại các cái từ khóa như vậy, thì các em thấy là có thuận tiện hơn không? Nếu mà các bạn thấy có thuận tiện thì các buổi sau chúng ta cũng học như thế này. Nghĩa là chị cũng có vở ghi giống như các em luôn, chị cũng có sách giáo khoa giống như các em luôn. Và cứ như vậy mà chúng mình sẽ cùng học với nhau nhá. Cứ như vậy mà chúng mình cùng học với nhau. Rồi, và nếu như mà may mắn ý, thì nếu như mà các em chưa có cái sự khoa học trong cách trình bày thì các bạn có thể tham khảo cách trình bày của chị, phân tách các ý ra đâu là ý lớn, đâu là ý nhỏ. Đấy, hay là cách gạch các cái ý theo dạng sơ đồ thì các bạn cũng có thể tham khảo. Nhưng mà chị không bắt buộc là các em phải ghi y hệt như chị nhá. Không bắt buộc là phải dùng bút đỏ, không bắt buộc là phải gạch đầu dòng. Có bạn thì có thói quen là dấu cộng đầu dòng trước cơ. Không sao, cái đấy là tùy các em thôi nhá. Rồi, đồng ý. Ok.
Ôi, bây giờ chị đang lướt bình luận và chị thấy có rất là nhiều những câu hỏi bên lề khác. Nên là các bạn ơi, bây giờ hãy cùng với chị chúng ta tập trung để chị triển khai và phổ biến xong hết các cái thông tin này. Chơi mini game cùng với các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng giải đáp các cái thắc mắc mà chị chưa kịp trả lời các em nhé. Đấy, đấy là về cách thức học, nhớ chưa? Bây giờ này, thêm một thông tin nữa mà chị cũng rất muốn là các bạn nắm rõ, chính là về tài liệu và bài tập của khóa học chúng ta. Đã là khóa học thì chúng mình sẽ có tài liệu, có bài tập các bạn nhé. Nên là đây, chúng mình sẽ có phần 4 nhỏ nhỉ. 4 nhỏ, đó chính là tài liệu và bài tập. Tài liệu và bài tập ở trong khóa này nghe có thấy nặng nề không? Có khóa học có 4 buổi thôi mà cũng bày đặt tài liệu ư? Ồ, phải có chứ, đúng không? Bởi vì bài tập là điều không thể thiếu để giúp cho người giảng dạy, giúp cho người giáo viên biết được rằng là các em đang nắm kiến thức đến đâu. Và bài tập cũng là một phương tiện để các bạn rèn luyện cái trí nhớ của mình, rèn luyện kiến thức của mình nữa. Thế nên khóa học mùa hạ này của chúng ta có tài liệu theo buổi và có bài tập từng buổi các bạn nhé. Tất nhiên là buổi hôm nay chúng ta chưa học, thế nên chưa có tài liệu và bài tập rồi. Nhưng bắt đầu từ buổi số 2 này. Ok chưa? Chị gọi đấy là buổi 1, buổi học kiến thức đầu tiên ý, buổi sau nhá. Đấy, bắt đầu từ buổi sau thì chúng ta sẽ có học xong, thì chúng ta sẽ có tài liệu sau buổi học. Nhớ nha. Đấy, tài liệu này thì sẽ là liên quan đến nội dung mà chúng ta đã học trong buổi đó. Không phải là cái phần ghi chép đâu. Không phải là cái phần mà chị viết cái gì rồi chị lại scan lại xong rồi đấy lấy đấy làm tài liệu khóa học. Không phải nhá. Mà tài liệu sau buổi học này sẽ là những cái tài liệu rất là chi tiết và đầy đủ. Đấy, thì đây sẽ là tài liệu bản mềm nha các bạn nha. Và chúng ta cũng sẽ có bài tập sau buổi số 1. Nội dung cụ thể của tài liệu và bài tập thì chị chưa có công bố ở đây. Chúng mình phải học xong cơ thì chị giao tài liệu và bài tập thì các em mới hiểu được. Đấy, rồi buổi số 2 cũng thế nhá. Buổi 2 và buổi 3 cũng như vậy. Đó, nha, cũng như trên. Cũng sẽ có tài liệu sau buổi học, cũng sẽ có bài tập sau buổi học. Và các bạn cần phải làm bài tập, nộp bài tập để được chấm chữa và góp ý nhá. Cách thức nhận tài liệu này, đấy là sau buổi học thì chị sẽ đăng bài và yêu cầu các bạn điểm danh đến một cái số lượng nhất định thì chị mới tặng tài liệu. Chứ không phải là học xong có bạn vào học, có bạn không vào học, có bạn quan tâm, có bạn không quan tâm, mà tài liệu cứ để nguyên như vậy, cứ tặng một cách tràn lan như vậy và khiến cho cái tài liệu đó chị cảm giác như là nó không được tận dụng đúng với chức năng của nó, rất là phí. Thế nên, ví dụ như là sau buổi học ngày mai thì chị sẽ đăng tải một bài đăng, đấy là điểm danh nhận tài liệu buổi 1. Và chị cần ít nhất là khoảng 500 phần bình luận của các bạn để chúng mình điểm danh và nhận tài liệu. Thì cứ đủ 500 bình luận là chị sẽ đăng tải cái link tài liệu đấy ngay trong phần bình luận của bài đăng của chị luôn. Rồi bài tập cũng vậy, chị sẽ đăng tải bài tập ở trong một cái bài đăng riêng và các bạn nhận bài tập, chúng mình làm ra vở, rồi chụp ảnh lại, rồi lại nộp lại tại bài đăng đó của chị. Mọi cái thao tác này đều có sự hướng dẫn chi tiết các bạn nhé. Nên là hiện tại có thể các em chưa hình dung ra rõ, nhưng các em chỉ cần là để ý và bật thông báo nhá, bật thông báo ở trong cái nhóm này này, để mỗi khi có bài đăng mới từ các anh chị của team học văn chị Hiên thì các bạn sẽ nhận được và các bạn vào đó theo dõi. Các chị sẽ hướng dẫn thật là chi tiết để các bạn có thể làm theo một cách dễ dàng nha. Nhớ chưa nào? 500 nhiều quá không chị? Không nhiều. Chị đảm bảo với em là không nhiều đâu. Nộp bài tập kiểu gì chị? Sẽ có bài đăng riêng. Như chị vừa nói đấy, là khi nào có bài tập thì sẽ có sự hướng dẫn đi kèm. Nên bây giờ các bạn chỉ cần biết là chúng ta có tài liệu và chúng ta có bài tập để chúng mình chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế thôi nha. Còn bây giờ chưa đến buổi học cụ thể, thế nên là chị có giải thích ra ấy, thì chúng mình cũng sẽ chưa có cái sự hình dung trực quan. Nên cứ đến cái buổi đấy,
Đơn giản lắm các bạn ạ, đơn giản nhá. Chị xin hứa trước là bài tập hết sức đơn giản và thú vị. Tài liệu thì vô cùng chi tiết và rất dễ để chúng mình được nhận thôi. Không có yêu cầu gì là quá phức tạp và hoàn toàn là các em có thể thực hiện tốt nhá. Ok, đấy. Nên bây giờ các bạn chỉ cần biết là khóa học này là khóa học có tài liệu theo mỗi buổi, có bài tập theo từng buổi nha. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã giúp chị giải đáp những cái thắc mắc mà của một số bạn vào sau chúng mình chưa biết rõ nhá. Cảm ơn các em. Đó, đấy là nội dung thứ tư và cũng là bốn cái nội dung mà chị mong muốn các bạn sẽ nắm rõ và nằm lòng để mà chúng mình cứ như vậy thực hiện trong khóa học mùa hạ này thôi. Nhớ nhá, 1. Về lộ trình học. 2. Về các điều cần phải chuẩn bị, các thứ cần phải chuẩn bị. 3. Là về cách thức học. Và 4. Là về tài liệu, bài tập. Khóa học này mình có học nâng cao lên một chút không ạ? Nâng cao là theo cái tiêu chí như thế nào em nhỉ? Đấy, thì ở đây chị sẽ giới thiệu để em hình dung nhá, là chúng mình sẽ học kiến thức phân tích chuyên sâu ở trong mỗi buổi. Chuyên sâu nha. Đấy, còn nâng cao hay không thì là tùy theo tiêu chí của mỗi bạn. Còn ở từ phía chị thì chị sẽ hướng dẫn các em cách phân tích chuyên sâu về các cái dẫn chứng trong các tác phẩm, trong các văn bản văn học trung đại. Rồi, có lớp học nào bồi dưỡng học sinh giỏi văn không ạ? Chị ơi, chị gửi bài tập như thế nào vậy? Bài tập thì chị sẽ đăng công khai ở trong nhóm này, trong group học này luôn nhá. Nên là chị có bảo đấy là các bạn nhớ bật thông báo. Và ngày nào cũng thế, nhớ là thường xuyên vào check những cái bài đăng mà các chị đăng tải ở trong nhóm này, để không bị bỏ lỡ thông tin. Đấy, nhớ chưa? Khóa học ôn thi học sinh giỏi văn thì có lẽ là để giải đáp kỹ hơn cho các bạn, thì những bạn mà có nhu cầu ấy, các em giúp chị nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở được không? Fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Các bạn nhắn về đấy nhá, thì các chị sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái khóa học phù hợp với nhu cầu của các em. Chị dạy có 3 buổi thôi ạ. Dạy nhá, dạy. Đồng ý chưa? Còn từ dạy mà em dùng là kiểu ngủ dậy mất rồi. Ở đây thì chị sẽ dạy các bạn trong vòng 4 buổi. Nhưng mà buổi hôm nay là buổi khai giảng rồi này, thì chúng ta còn 3 buổi nữa để học về kiến thức nhá Khánh Linh nhá. Chị ơi, chị chia sẻ thêm về khóa văn VIP 9 toàn diện đi ạ. Mỗi chặng sẽ là học theo hình thức như thế nào và ai dạy? Rồi, các bạn ơi, trước tiên thì chúng ta đã vừa đi qua 4 nội dung quan trọng nhất để học thật tốt ở trong khóa học mùa hạ này rồi. Bây giờ, trước khi chuyển sang một phần cũng vô cùng quan trọng, chính là phần về mini game, thì chúng ta sẽ có 15 phút. Hãy đặt ra tất cả những cái câu hỏi mà các em băn khoăn, có thể là liên quan đến khóa mùa hạ hoặc không, để chị giải đáp nhé. Đồng ý chưa? Đấy, có 15 phút. Có thể là các em hỏi về khóa văn VIP này, hỏi về các bộ sách này, hỏi về những cái nội dung khác này. Thì bây giờ chị sẽ dành thời gian để giải đáp những cái băn khoăn đấy trước. Sau đó thì chúng mình sẽ đến với phần mini game của buổi khai giảng ngày hôm nay nhá. Nào, bây giờ thì chị sẽ có một cái phần riêng lấy là trả lời câu hỏi nhá, giải đáp thắc mắc nhá. Trước tiên là những băn khoăn của các bạn về khóa học văn VIP đúng không? Trước tiên về khóa học văn VIP nhá. Về khóa văn VIP này, thì các bạn hình dung giúp chị, đây là một khóa học mà chúng mình sẽ học trong cả năm, với khoảng 80 buổi học. Ok chưa? Với khoảng 80 buổi học, là học bắt đầu từ cuối tháng 6 này cho đến khi mà chúng ta thi vào 10 xong. Đấy, cái buổi học cuối cùng ý, và cái thời lượng học của chúng ta sẽ không cố định. Nghĩa là có bạn thi sớm, có bạn thi muộn, thì khóa học văn VIP sẽ được kéo dài cho đến khi mà bạn cuối cùng trong khóa học đó thi vào 10 xong. Đó, nhá, đấy là khóa học cả năm này. Và chúng mình sẽ học theo từng cái chuyên đề một, chứ không phải là trên lớp học cái gì thì bây giờ vào khóa học chúng ta học lại cái đó. Không phải. Mà trong khóa học này chúng ta sẽ học theo từng chuyên đề một nhé. Và chuyên đề đầu tiên chính là chuyên đề kiến thức nền. Em hiểu chuyên đề này chính là chuyên đề về các tác phẩm
Chúng ta học cách phân tích các tác phẩm trong chương trình từ trung đại đến hiện đại, từ kỳ 1 đến kỳ 2, từ thơ cho đến truyện nha. Đó. Và chuyên đề này chúng mình sẽ học qua video. Nhưng không phải là cung cấp cho các bạn một cái video, một cái bộ video và chúng mình cứ như thế thích học lúc nào thì học, mà đến giờ học vẫn sẽ có chị trợ giảng phát cái video đấy lên, các bạn vẫn phải vào học, vẫn phải điểm danh, vẫn tương tác như bình thường nhá. Đó. Rồi đến chuyên đề thứ hai là chuyên đề về phương pháp. Nghĩa là chúng mình sẽ học cách viết nghị luận văn học, nghị luận xã hội và phần đọc hiểu ở đây nha, nghị luận văn học này, nghị luận xã hội này và kiến thức đọc hiểu là chúng ta học ở trong cái chuyên đề này. Chuyên đề này chúng mình sẽ học qua phát trực tiếp. Đó. Và cuối cùng là chúng ta có chuyên đề luyện đề các bạn nha. Đấy. Thì đây chính là cái lộ trình học của chúng ta trong khóa học Văn VIP. Nên là bạn nào mà chưa nắm rõ thì các em có thể hình dung về cái thứ tự học của chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ học về tất cả các tác phẩm trước. Và chúng mình sẽ học xong cái phần kiến thức nền này này, chuyên đề 1 này này, là học xong trong vòng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 và đến tháng 1. Ok chưa ạ? Nhá, đến tháng 1 dương ý, thì chúng mình sẽ chuyển sang chuyên đề về phương pháp. Và đến tháng 3 dương thì chúng mình sẽ chuyển sang chuyên đề luyện đề. Đấy, thì đấy chính là cái thời gian học của chúng mình. Khi mà các bạn nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chữ Hiên Hiểu Cơ Sở và mong muốn được xem lộ trình của khóa Văn VIP thì các chị sẽ cung cấp luôn lộ trình cho các bạn. Các bạn sẽ được xem luôn cụ thể luôn là nội dung từng buổi học cái gì, nhớ nha. Và cũng có lịch học cung cấp tới cho các bạn luôn. Chúng ta học 2 buổi một tuần ở trong khóa Văn VIP này. Rồi. Chị vào Văn Chị Hiên cố gắng thật nghiêm khắc chị nhé, để bọn em có thể có thêm động lực làm deadline. Thật ra thì mỗi bạn sẽ có một cái cách học khác nhau, đúng không? Không phải là cứ nghiêm khắc, không phải là cứ thúc giục, không phải là cứ mạnh tay thì là có hiệu quả với tất cả các bạn. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái quy tắc học ngay từ đầu, sẽ có cái nội quy học ngay từ đầu, và cứ như vậy mà chúng mình làm theo. Nếu như mà sai khỏi cái nội quy đấy thì chúng mình sẽ không được nhận tất cả những quyền lợi của chúng ta. Ví dụ như nội quy là phải làm bài và nộp bài đúng giờ, nhưng các bạn nộp bài không đúng giờ thì bài đó không được chấm nữa luôn. Đấy, đó nhá, đồng ý chưa? Chúng mình tham gia khóa học Văn VIP như thế nào? Khóa học Văn VIP cho học sinh mất gốc có học được không ạ? Thứ nhất này, các bạn nhìn vào đây sẽ thấy là khóa học này có lộ trình rất là toàn diện về tất cả những gì chúng ta cần để chúng ta thi vào 10. Thế nên các bạn mất gốc văn từ những năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì bây giờ có thể cho mình thêm một cơ hội để cố gắng trong năm lớp 9 này. Nhưng mà nhớ nhá, không được có cái tư tưởng ỷ lại. Không phải là em mất gốc và chị bảo rằng là khóa này mất gốc học được, thế là em tham gia vào và em không mất gốc nữa. Không phải đâu. Em phải hiểu là nếu như mà mình thấy mình làm mất gốc ấy, thì cái sự cố gắng của mình, nỗ lực của mình phải nhiều hơn các bạn khác rất là nhiều. Đấy, còn khóa học này thì cung cấp đủ cái kiến thức để cho những bạn nào mà chưa vững từ các lớp dưới, có thể là chưa biết gì về văn, thì bây giờ chúng mình học với một cái phương pháp học đúng hơn thì chúng ta sẽ có thể lấy lại cái kiến thức nền tảng cho môn văn nha. Ok chưa? Còn các bạn mà chúng ta muốn có kiến thức chuyên sâu thì em hình dung là phần kiến thức nền này này, các tác phẩm chúng ta học mỗi tác phẩm ít nhất là 2 buổi chứ không phải 1 buổi. Có những văn bản trên lớp chúng ta học một tiết 45 phút thôi, nhưng trong khóa học này chúng ta học đến 2 buổi học, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Thì các em hình dung là kỹ như thế nào rồi đấy nhá. Đúng rồi, khóa học Văn VIP là khóa học có phí, chúng mình cần phải đóng học phí nhá. Rồi, chị ơi, tổng khóa Văn VIP ở đây 80 buổi là cái số lượng ước lượng nhá. Chưa có năm nào là đúng với cái số lượng ước lượng này đâu cả các em ạ. Bởi vì là chênh lên nhiều hơn rất là nhiều. Khi mà cứ đến cuối năm, cứ đến cuối kỳ mà các bạn thi xong ấy, hay là các bạn sắp thi ấy,
thống kê lại ở trong cái bảng lộ trình của khóa học từng buổi một, thì từ con số 80 toàn lên đến 100+ đâu các em ạ, số lượng các buổi học ấy. Bởi vì là 80 buổi này là 80 buổi học gọi là cố định để cung cấp cho các bạn về cái kiến thức. Nhưng mà chúng ta luôn có các buổi bổ trợ này, các buổi ôn tập thêm trong những cái kỳ thi, ví dụ như là thi giữa kỳ, thi học kỳ, vân vân. Đấy, thế nên rằng là 80 buổi này là con số ước lượng nhá, ít nhất 80 buổi. Còn chắc chắn trong thực tế thì sẽ có thể nhiều hơn. Rồi, đồng ý chưa? Các bạn đang ké là ké cái gì đây? Em thấy 80 buổi cứ bị ít, em cứ thử học đi xem có ít không nhá. Chúng mình cứ thử hình dung đi, chúng mình sẽ chính thức học là từ cuối tháng 7. Bây giờ cuối tháng 6 chúng ta khai giảng và có khoảng 2 tuần để các chị kiểm tra đầu vào cho các bạn này. Sau đấy chúng ta sẽ chính thức học từ cuối tháng 7. Và chúng mình trừ đi các cái thời gian nghỉ lễ, nghỉ Tết, thì 80 buổi là đến lúc mà các em thi rồi đấy nha. Có cách nào lấy lại? Đợi chị một chút, chị đang thấy có một bình luận rất là dài ở đây. Rồi chị sẽ giải đáp thêm hai băn khoăn nữa nhé. Chị sẽ giải đáp thêm khoảng hai cái băn khoăn nữa của các bạn. Sau đó thì chúng mình sẽ đến với phần mini game nha. Sẽ còn nhiều những câu hỏi của các bạn mà chị chưa kịp trả lời trong buổi ngày hôm nay, thì các anh chị trong team chị Hiên sẽ vào đọc lại các bình luận của các bạn và sẽ trả lời cái bình luận đấy cho các em nhé. Rồi, có cách nào lấy lại nguồn cảm hứng viết văn không ạ? Em đột nhiên bị bí ý, không có hứng thú viết văn nữa ý ạ. Những bài trước đây em viết được, giờ lại không làm được. Có khi cầm bút lên nhưng lại không biết viết gì. Thứ nhất là cái tình trạng này của bạn Uyên Đinh là một tình trạng không hề ít nhá. Chúng mình sẽ rất dễ gặp tình trạng này, kể cả là đối với những bạn học chưa tốt môn văn hay là với những bạn đã học tốt môn văn, thì việc mà chúng mình tự dưng bị mất cảm hứng này, hoặc là chúng mình bị bí ý tưởng trong quá trình viết là điều rất bình thường. Hãy chấp nhận điều đó. Trước tiên chị rất mong là các bạn hãy hiểu đó là một điều bình thường thôi, nên hãy chấp nhận cái điều đó, để chúng mình không có một cái thái độ quá là bất mãn và quá là bực tức với chính bản thân mình khi mình không làm được những điều mà vốn dĩ mình làm rất tốt. Bây giờ mình thấy là nó cũng là điều bình thường thôi, nên là mình hiểu rằng là rồi sẽ có lúc mình phải đối diện với điều đó. Sau đấy mình sẽ tìm cách giải quyết nhá. Thì để tìm được cách giải quyết, em phải xuất phát từ nguyên nhân, đúng không? Nguyên nhân nào giải pháp đó mà. Bây giờ có rất là nhiều những nguyên nhân dẫn đến là mình bị mất cảm hứng văn này, hoặc là mình bị bí ý tưởng. Ví dụ như là về việc bí ý tưởng ấy, có thể đến từ một là cái nguyên nhân là chúng ta không nghĩ ra được bất cứ nội dung gì liên quan đến cái vấn đề đang cần phải viết. Hay là nguyên nhân thứ hai cũng có thể đến từ việc là ta có nghĩ ra đấy, nhưng mà không có từ ngữ nào, không có cái câu chữ nào phù hợp để ta nói ra được cái ý kiến của mình. Hoặc là cũng có thể đến từ việc em mất cảm hứng viết văn, cũng có thể đến từ việc là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc với cái vấn đề đấy, đúng không? Hoặc là cái việc mất cảm hứng viết văn cũng có thể đến từ việc là chúng ta viết quá nhiều rồi, kiểu như là bị chai sần đi trong cái ý tưởng của mình. Mình luôn muốn được bứt phá hơn nhưng mà chưa bứt phá ra được. Cái vùng an toàn của mình đang nằm ở trong đó quá là lâu rồi. Bây giờ mình muốn bước ra ngoài nhưng mà chưa bước ra được, chưa có một cái cách thức nào để bước ra được. Thế nên là nó khiến cho mình bị mất cảm hứng, khiến cho mình chính bản thân mình đọc lại văn của mình mà thấy nhàm chán luôn. Đấy, thế nên là có rất nhiều những nguyên nhân, và ta phải xác định được cái nguyên nhân rồi ta đi tìm giải pháp. Nếu như mà nguyên nhân đến từ việc là em bí ý tưởng dựa trên việc là em bị bí từ, em không có từ ngữ nào để diễn tả được, thì chứng tỏ là cái vốn từ của em chưa phong phú, em phải đọc nhiều thêm để có thêm từ ngữ cho mình. Rồi, cái thứ hai, nếu như mà xuất phát từ việc là em đang ở trong cái vùng an toàn của mình quá lâu, thì chị cũng khuyên là em nên đọc thêm nhiều những cái dạng thức tài liệu khác nữa. Không chỉ là những tài liệu phân tích, em có thể đọc truyện, đọc tiểu thuyết, đọc những cái thể loại văn học khác. Nó sẽ giúp cho chúng ta được tiếp xúc với nhiều những cái môi trường mà có chứa đựng văn học,
nhiều những cái môi trường về văn học khác nhau, và từ đó thì chúng ta lại có thêm nhiều những sự tiếp xúc, có nhiều những điểm chạm, và mình trau dồi thêm cái phong cách viết văn của mình, cái chất văn của mình, biết đâu lại có thêm nhiều những màu sắc khác. Ồ, thật nhá, thật đấy, ví dụ như là trước đây nhá, thì chị cũng có một cái suy nghĩ rằng là bây giờ mình đang là người viết văn, học văn, thì cái dạng văn nghị luận là dạng văn rất trọng tâm, nên chị thường chỉ đọc những cái tài liệu về việc bình giản phân tích. Nhưng việc đó đôi khi khiến cho cái chất văn của chị nó bị khô khan, bị cứng nhắc, và nhiều khi là nó cứ bị mơ hồ thế nào ấy. Mà bản thân chị thì lại theo đuổi một cái phong cách là đơn giản thôi, giản dị thôi nhưng mà thấm thía. Nghĩa là không quá cầu kỳ hoa mỹ trong việc sử dụng từ ngữ, nhưng mỗi câu chữ viết ra đều có giá trị của nó. Đấy, thế là chị bắt đầu thay đổi là chuyển sang đọc về các cái chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Các em thấy có liên quan không? Ban đầu thì thấy không liên quan đúng không? Nhưng mà khi mà đọc chuyện của Nguyễn Nhật Ánh lại cho chị cái cảm giác là mọi thứ đều rất là đơn giản. Mọi thứ đều có cái sự lãng mạn, đều có vẻ đẹp của nó từ chính những cái điều đơn giản nhất, giản dị nhất hàng ngày của chúng ta. Những câu chuyện về tuổi thơ được tác giả miêu tả này, đặc biệt là những đoạn văn miêu tả của Nguyễn Nhật Ánh ấy, sinh động vô cùng các em ạ. Cung cấp cho chúng ta một cái vốn từ rất phong phú, những cái vốn tính từ phong phú để diễn tả được về sự vật sự việc ấy. Thế là sau một thời gian như vậy thì khi mà viết văn phân tích cảm nhận thì bản thân chị cũng cảm thấy là văn của mình mềm hơn, mượt hơn một chút, đó, có giàu cảm xúc hơn. Đấy, thế nên rằng là các bạn ơi, chúng ta trước tiên là chúng ta thấy cái việc chúng ta mất cảm hứng môn văn ý, mất cảm hứng viết văn, đấy là một điều bình thường. Nhưng chúng ta không được vì cái điều đó mà chúng ta thả trôi và cứ như thế để cho bản thân mình đánh mất đi cái cảm hứng vốn rất là cần thiết đấy. Mà chúng ta hãy nhìn thẳng vào nó và xác định nguyên nhân, rồi từ cái nguyên nhân đấy thì ta tìm cái giải pháp để khắc phục nguyên nhân đó nha. Ok chưa? Rồi, đồng ý không nào? Nhiều lắm, có rất là nhiều những dạng sách mà chị nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ phù hợp và đam mê với một cái thể loại riêng. Có bạn thì sẽ thích về tiểu thuyết này, có bạn thích ngôn tình, cũng có những bạn thì sẽ thích các cái mẩu truyện ngắn, và cũng có những bạn thì thích sách khoa học viễn tưởng. Nên các em cứ đọc những cái sách nào mà các em cảm thấy thú vị là được nhá. Đấy. Và thêm nữa này, vừa rồi chị thấy có bạn nêu và có một vài những cái cuốn sách về phương pháp dùng từ ấy các em ạ. Chị nhớ là có một cái cuốn sách đấy là Hôm nay phải mở mang, cũng rất là hay. Nghĩa là một cuốn sách mà được tác giả viết, và tác giả đã từng làm cái nghề là nhuận sắc câu chữ, nghĩa là sửa văn cho người khác ấy. Nên kinh nghiệm của tác giả thực sự luôn là đọc cuốn sách đó chúng ta sẽ biết được rằng là vốn dĩ mình viết sai rất nhiều, sai về ngữ pháp. Câu văn của mình đọc không hay là bởi vì mình sai về ngữ pháp. Câu có đúng chủ ngữ vị ngữ đâu, câu dùng từ có đúng ngữ cảnh đâu. Đấy, mình cứ nghĩ ra được từ nào mình dùng thôi, trong khi mình còn không cả nắm rõ nghĩa của nó. Đấy, nên là các bạn ơi, chúng mình có thể dành thời gian để tìm hiểu thêm các cái đầu sách. Và cũng đừng quên nhá, là bên cạnh việc dành thời gian để đọc các cái cuốn sách về các cái thể loại ngoài lề, đấy, vừa giúp chúng ta giải trí, vừa giúp chúng ta trau dồi vốn từ về giọng văn, thì các bạn cũng nên đọc nhiều hơn nữa các cái cuốn sách tham khảo trực tiếp. Nghĩa là giúp cho chúng ta học trực tiếp về dạng văn nghị luận, ví dụ như là sách văn mẫu này, ví dụ như là bộ sổ tay văn học này, đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là những cuốn sách mà giúp chúng ta tiếp xúc một cách trực tiếp luôn về cách phân tích, cách bình giảng. Còn những cái cuốn sách mà chị nêu là các thể loại khác ấy thì sẽ là giúp chúng ta một cách gián tiếp. Thì các bạn có thể tham khảo nhá. Ok chưa? Còn riêng ngày hôm nay ấy, vẫn là ngày mà còn hạn để chúng ta tham gia cái chương trình ưu đãi mua sách của Văn Chị Hiên đấy. Nghĩa là hôm nay thì các bạn nếu như mà mua sách trong hôm nay thì bên cạnh việc được miễn phí ship này, thì mỗi đầu sách kem đều sẽ được tặng thêm một cái dạng tài liệu nào đó nữa. Ví dụ như là bạn nào mua bộ sổ tay văn học trong hôm nay thì sẽ được tặng thêm cuốn sổ tay dẫn chứng đại dương văn học này. Ví dụ như là bạn nào mà mua cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì sẽ được tặng kèm thêm tài liệu này.
Bạn nào mà mua cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm cũng sẽ được tặng kèm thêm tài liệu này. Đấy thì chương trình chỉ còn diễn ra nốt ngày hôm nay thôi. Nên là sau buổi này bạn nào mà chưa có sách tham khảo môn văn thì có thể tận dụng luôn. Nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Nhiều Cơ Sở để chúng ta mua sách với những cái ưu đãi như thế nhá. Rồi, còn bây giờ các bạn ơi, bây giờ nhá, thì các bạn cùng với chị tham gia một cái mini game như nho nhỏ trong ngày hôm nay được không? Hay là thôi, chị sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc. Bây giờ chúng mình có hai lựa chọn này. Một là tham gia mini game. Hai là tiếp tục chị giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì các em lựa chọn gì? Các bạn mong muốn tham gia hoạt động gì để chị tổ chức đây? Mini game à? Rồi. Ok. Mini game của chúng ta thì sẽ là thử tài, thử cả về kiến thức nhá. Kiểm tra các bạn cả về kiến thức và thử tài may mắn nữa. Thử một chút may mắn của chúng mình nữa. Mini game đúng không? Rồi, đồng ý. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game nhé. Và còn những băn khoăn còn lại của các bạn mà chị chưa kịp giải đáp ý, chúng ta có thể trao đổi trong các buổi sau. Hoặc là lát nữa các anh chị trong team Học Văn Chị Hiên vào và trả lời các cái bình luận của các em trong vòng hôm nay và ngày mai nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta tham gia một cái mini game cùng với chị như thế này. Cho buổi khai giảng ngày hôm nay của chúng mình thật là sôi nổi đi. Ok chưa? Thật là sôi nổi nhá. Thì mini game của chúng ta như sau. Các bạn nghe kỹ thể lệ chơi này. Chị sẽ đặt ra 3 câu hỏi nhá, 3 câu hỏi. Và việc của chúng mình là sẽ đưa ra câu trả lời cho 3 cái câu hỏi đấy, lần lượt từng câu một nhá. Và kèm theo câu trả lời sẽ là một con số bất kỳ, con số may mắn của các em từ 10 đến 99. Thế là có 3 câu hỏi, nghĩa là sẽ có 3 phần quà dành cho 3 bạn trả lời nhanh nhất, đúng nhất và trùng khớp với cả con số may mắn mà chị quay được. Chị sẽ dùng cái phần mềm quay số ngẫu nhiên để tìm ra các bạn đó nhé. Đấy, thì chị sẽ hỏi lần lượt câu số 1 này, sau đó là cho các bạn trả lời này, rồi chị chốt hết thời gian trả lời và chị bắt đầu quay số để xem là bạn nào thì sẽ trả lời đúng cái câu hỏi này. Cứ như thế, có 3 câu hỏi, sẽ có 3 bạn được trao quà nếu như mà chúng ta may mắn bình luận theo đúng cái con số mà chị quay được. Và thêm nữa, phần quà là gì nhỉ? Phần quà là gì đây? À, quà tặng của chúng ta chính là cuốn Vở Luyện Viết lớp 9. Các bạn biết đến cuốn sách này chưa? Đây là cuốn tài liệu độc quyền của các bạn học sinh tham gia khóa học văn VIP lớp 9. Nhưng riêng trong mini game này thì chị sẽ tặng cho 3 bạn may mắn nhất nhá. Cuốn Vở Luyện Viết này sẽ bao gồm về những cái phần bình giảng, những cái phần tài liệu mở rộng liên quan đến các tác phẩm và phần bài tập về các tác phẩm đấy. Đấy nha, nên là nếu như mà bạn nào mà muốn sở hữu cái cuốn Vở Luyện Viết này thì bây giờ sẵn sàng để tham gia mini game cùng với chị nha. Ok chưa? Đồng ý không? Chưa ạ. Rồi, đây là quà tặng của các em mà. Nhá, sẽ có 3 cuốn Vở Luyện Viết được trao tặng trong phần mini game này để dành tặng cho 3 bạn trả lời đúng 3 câu hỏi. Mỗi bạn trả lời đúng một câu hỏi và quay và bình luận cái con số mà trùng khớp với cả con số mà chị nêu nhá. Đây, chị nêu lại này. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên luôn đi để các bạn thực hành luôn nhá. Câu hỏi số 1. Nhớ nghe kỹ hướng dẫn của chị này. Nhớ nghe kỹ hướng dẫn của chị nhé. Sau khi mà chị công bố câu hỏi xong, chị nói bắt đầu, thì các bạn sẽ bình luận câu trả lời kèm theo một con số bất kỳ từ 10 đến 99 nhá. Từ 10 đến 99. Và để ý, chịu khó để ý xem là trước mình đã có bạn nào bình luận con số đấy chưa. Bởi vì là
phần quà chỉ dành cho một bạn trả lời nhanh nhất thôi. Thế nên là nếu như mà bạn đã bình luận một cái con số như dự định của các em rồi thì các em chuyển sang con số khác, chúng ta chọn con số khác để tăng thêm cái cơ hội nhận quà nhé. Đấy, thì sau khi mà chị công bố câu hỏi xong, chị nêu bắt đầu. Thế là các bạn sẽ bắt đầu bình luận nha. Ok chưa? Bình luận. Và nhớ là trong phần bình luận của mình phải bao gồm hai phần. Một là đáp án của câu hỏi, và hai là con số mà các em may mắn, cái con số mà các em dự đoán. Từ 10 đến 99 nha. Nhớ là từ 10 đến 99. Ok chưa? Và câu hỏi số 1, câu hỏi số 1 này, nghe kỹ nha. Văn bản chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập truyện nào? Bắt đầu. Các bạn bắt đầu bình luận câu trả lời nhá. Chị nêu lại câu hỏi này. Văn bản chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập truyện nào? Nhớ là bình luận phải bao gồm câu trả lời và kèm theo một con số. Và câu trả lời là phải đúng chính tả. Không chấp nhận các câu trả lời sai chính tả nha. Câu hỏi số 1, truyền kỳ Mạn Lục được trích trong tập truyện truyền kỳ Mạn Lục. Chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập truyện nào của tác giả Nguyễn Dữ? Như bạn Thương Thương là bình luận đang sai cú pháp rồi này, bởi vì Thương Thương chưa có con số nhá. Rồi, bây giờ chị sẽ đếm ngược từ 5 đến 0 để chốt lại. Và bạn nào mà bình luận sau cái thời gian mà chị chốt thì sẽ không được tính nha. Các bạn nhanh chóng bình luận nha. Câu hỏi là chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập truyện nào? Và 5 giây cuối cùng để các bạn bình luận này. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Chốt, chị sẽ bình luận chốt nha. Chốt câu 1. Rồi, ok. Nên là tất cả các bạn mà bình luận sau cái bình luận chốt câu 1 của chị thì sẽ không được tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng công bố đáp án và chị sẽ quay số luôn này. Chị sẽ quay số luôn nhá. Đáp án của chúng ta, chuyện người con gái Nam Xương được trích trong tập truyền kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Chính xác nha, truyền kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Rất là nhiều bạn đã trả lời đúng ở đây. Rất nhiều bạn đã trả lời đúng, nhưng vấn đề là bây giờ để xem là bạn nào sẽ đưa ra cái con số trùng khớp với cả con số mà chị quay được nha. Rồi. Đây, bây giờ thì chị sẽ nhập số nhá. Các bạn cùng theo dõi với chị. Từ số 10 đúng không? Từ số 10 đến số 99. Nào, chúng ta sẽ có 5 giây và bắt đầu quay cùng với chị này. Bắt đầu. Con số 67 các bạn ơi. Con số 67. Có bạn nào trả lời đúng con số 67 này không? Có bạn nào bình luận đúng số 67 không? Phải bình luận trước cái bình luận chốt của chị nhá. Bạn nào mà bình luận sau là không có được tính đâu. Để chị xem là có bạn nào không nào. Xem là có bạn nào không nhá. Rồi. Có bạn bình luận đúng số 67 nhưng mà tiếc quá, bởi vì là lúc đấy chị chốt mất rồi. Đấy. Để xem là các bạn bình luận trước khi chị chốt nha. Bây giờ thì chị đang hơi khó để nhìn. Có bạn nào không? Có bạn nào bình luận đúng số 67 thì phản hồi lại giúp chị nhá. Nhưng mà trước khi chị chốt nha. Có bạn nào trả lời đúng nhưng mà lại sau khi chị chốt nên là không có được tính đâu. Đấy, nên là các em phải nhanh tay hơn nữa nhá. Thế là câu 1 đã có bạn nào trả lời đúng chưa? Nhi Ngọc à? Nhi Ngọc bình luận đúng số 67 luôn hả? Đúng không? Có đúng không? Bình luận của các bạn có được lưu lại mà. Thế nên là ở đây chị chưa đọc được hết bình luận của các em.
có bạn bình luận đúng, thế nhưng mà lại trả lời hơi muộn sau khi mà chị chốt mất rồi. Thế là có bạn nào bình luận đúng số 67 và truyền kỳ mạn lục không? Trả lời lại cái bình luận đấy giúp chị với. Rồi, ok. Chị tạm thời thấy ở đây có bạn Nhi Ngọc phản hồi này. Ô, sao Nhi Ngọc bảo là bình luận của em mà có các bạn khác thì bảo là không có ai nhở? Sao có bạn thì bảo là không có ai mà có Nhi Ngọc thì phản hồi là em trả lời đúng này. Bởi vì ở đây là chị không kéo được hết. Đây các bạn thấy tình trạng nhưng máy của chị này, chị không kéo được hết các cái bình luận ở đằng trước. Khổ ghê, thế nên là không biết là có bạn nào trả lời đúng không. Ừ, không có á. Thế bình luận của bạn Nhi Ngọc là sao nhở? Đây, chị thấy Nhi Ngọc có bảo là ấy này, đúng này. Các bạn xem lại giúp chị nhá. Chị xin nhờ các em ấy, tin tưởng các bạn đấy, không có đúng không? Thế bạn Nhi Ngọc là bình luận số bao nhiêu mà lại nhận là số 67 thế này? Ok. Thế nào mà ngay từ câu đầu tiên đã nhiều cái sự tranh cãi thế này? Ok, rồi. Ở đây nhá, mỗi câu hỏi thì chị quay có một lần thôi. Mỗi câu hỏi chị quay có một lần thôi. Thế nên rằng là nếu như mà lần quay đó không có bạn nào trúng thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Và chúng ta sẽ để dành cái phần quà đấy ở trong các buổi học tiếp các bạn ạ. Đấy, để tăng thêm cái cơ hội nhận quà cho các bạn. Chứ không phải là chị sẽ quay lại. Nếu như mà quay lại thì không biết đến bao giờ thì mới tìm ra được cô. Nên là ở đây mỗi câu hỏi chị sẽ quay một lần. Và với những câu hỏi mà không tìm ra được bạn nào có cái con số giống như thế thì chúng mình sẽ để dành cái phần quà đấy ở trong các câu hỏi trong các buổi học tiếp theo, ở trong các mini game tiếp theo. Thì mini game trong các buổi tiếp theo sẽ dễ dàng hơn và tăng cái cơ hội nhận quà hơn cho các bạn nhá. Ok chưa nào? Rồi, đấy. Thế nên là chị sẽ không quay lại nhá. Chị sẽ dành thời gian sau cái buổi này để mà kiểm tra lại xem là có bạn nào bình luận đúng con số 67. Đáp án của câu hỏi 1 là tập truyền kỳ mạn lục. Và con số 67. Ok chưa? Đấy, thì chị sẽ kiểm tra lại. Chứ bây giờ là mỗi bạn một ý kiến nên là chị cũng chưa biết là phải tin ai đây. Nên là bây giờ mình đến với câu hỏi số 2 luôn nhá. Câu số 2 này. Câu hỏi số 2. Rồi, ok, không sao cả. Nếu như mà Nhi Ngọc đã bình luận đúng thì câu trả lời nó vẫn còn ở đấy thôi nhá. Câu trả lời vẫn còn ở đấy thôi. Nên là chị sẽ kiểm tra sau cái buổi ngày hôm nay. Bởi vì bây giờ thì chị chưa có đủ cái thiết bị để kiểm tra luôn mà ngay lập tức được. Nên bây giờ các bạn đến với câu hỏi số 2 đi nhá. Đến với câu hỏi số 2. Vẫn tiếp tục là quay một con số từ 10 đến 99. Nhưng câu hỏi của chúng ta như sau. Các bạn nghe rõ này. Mỗi bạn chỉ được trả lời một con số và một lần thôi nhá. Nên là cái tình trạng mà chúng ta trả lời nhiều lần thì chị chỉ ghi nhận cái con số các bạn trả lời đầu tiên thôi nhá. Rồi không sao, không tranh cãi nữa. Chị chốt này. Chốt nhá. Mỗi bạn chọn ra một con số mà. Thế nên chúng mình chỉ được bình luận một lần và được tính với cái con số các em bình luận đầu tiên thôi. Nhớ chưa? Rồi, bây giờ đến với câu hỏi số 2. Khó hơn này, tập trung nhá. Câu hỏi số 2, đấy là tác phẩm truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du gồm mấy phần? Tác phẩm truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du gồm mấy phần? Các em chỉ cần bình luận mấy phần thôi nhá. Không cần phải nêu rõ từng phần. Chỉ cần bình luận mấy phần thôi. Và kèm theo một con số bất kỳ từ 10 đến 99. Tác phẩm truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du gồm mấy phần? Gồm mấy phần? Truyện Kiều gồm mấy phần nhỉ? Các bạn đã đọc chưa? Nhớ là mỗi bạn bình luận một lần với đáp án của mình và kèm theo một con số
Đối với trường hợp mà các bạn bình luận con số giống nhau, nghĩa là hai bạn bình luận con số giống nhau, thì bạn bình luận trước sẽ được tính. Rồi, tiếp tục nha. 5 giây cuối cùng để các bạn trả lời này. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ và chị sẽ chốt câu 2. Rồi, xong. Bạn nào mà bình luận sau cái phần chốt của chị là không được tính đâu nhá. À, bây giờ thì chúng ta cùng xem đáp án nào. Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du gồm 3 phần. Phần 1, gặp gỡ và đính ước. Phần 2, gia biến và lưu lạc. Phần 3, đoàn tụ. Trong sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta cái phần này rồi. Chúng mình đọc phần tóm tắt truyện Kiều ấy nhá. 3 phần. Và ở đây chị thấy tất cả các bạn đều trả lời đúng đáp án là 3 phần. Bây giờ chúng mình sẽ tìm ra người may mắn nha. Nào, chị quay lại. Con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Bắt đầu. Con số 38 các em ạ. Con số 38. Câu hỏi số 2 đáp án là 3 phần. Và chị quay được con số là 38. Có bạn nào bình luận đúng số 38 không? Có bạn nào bình luận đúng 3 phần và số 38 không? Thế nào mà chị lại thấy 48 ở đây mà chưa thấy 38 đâu này? U là trời. 33, có bạn bình luận 30, có bạn bình luận 33. Có bạn nào bình luận 38 không? Ui, có bạn bình luận 35 này, tiếc ghê luôn ấy. 32. Và chưa thấy số 38 đâu cả. Ôi trời ơi, chẳng lẽ chị không... Em 83. Chẳng lẽ chị không thể trao quà cho ai ở trong buổi ngày hôm nay được? Ừ. Cũng không có số 38 luôn. Ôi, em nãy chọn em... Nãy em chọn số 38 thì lại không được. Thật sự luôn đấy. Đúng là... Đúng là ngẫu nhiên nhở. Không thể nào biết được. Không có, đúng rồi. Chị thấy ở đây là không có ai con số 38 cả. Thế hay là chị quay thêm một lần nữa với câu hỏi số 2 này nhá. Đồng ý không? Chị quay thêm một lần nữa nhá. Phá lệ với câu hỏi số 2. Quay thêm một lần nữa này. Và vẫn chỉ ghi nhận những bạn nào bình luận trước khi chị chốt thôi. Đây này. Đây. Có những bạn bình luận trước khi chị chốt bao gồm là các con số 32, 15, 49, 35, 4. Ô, 4 thì nó không được nhá. 99, 15, 18, 30, 33, 84, 59, 13, 64. Đấy, những con số đấy. Bây giờ chị quay lại thêm một lần nữa với riêng câu hỏi số 2 này nhá. Nào các bạn ơi, vẫn sẽ chỉ tính các bạn mà trả lời hợp lệ nhá. Bắt đầu. Ô, các bạn ơi, chị quay được số 99 này. 99. Và xin chúc mừng một bạn, chị đã thấy bình luận số 99 rồi. Đây. Cuối cùng thì chị cũng đã được trao tặng phần quà cho bạn Bảo Thi. Lê Đặng Bảo Thi. Bạn Lê Đặng Bảo Thi đã trả lời chính xác và hợp lệ này. Rồi, ui, thực sự luôn. May mắn quá. Chúc mừng Bảo Thi nhá. Rồi, bạn Lê Đặng Bảo Thi đã trả lời đúng câu trả lời số 2, truyện Kiều gồm 3 phần và bạn bình luận số 99. Rồi, đồng ý. Đó. Ừ. Ok. Rồi, Bảo Thi sẽ ghi nhớ giúp chị nhá là em sẽ được nhận một cuốn vở luyện viết lớp 9 miễn phí. Đây là quà tặng dành cho mình nhá. Đó, em sẽ được nhận cuốn vở luyện viết lớp 9 miễn phí luôn. Cho xem ké sách được không, khổ thân. Thế hay là bây giờ mình thử tiếp cái vận may của mình với câu hỏi số 3 nhá. Đến với câu hỏi số 3 nào. Câu 3. Câu hỏi số 3. Vẫn tiếp tục là con số từ 10. Nhưng mà bây giờ chị thu hẹp lại đi để tăng thêm cái khả năng nhận quà cho các bạn nhá. Từ 10 đến 50 thôi. Ừ, từ 10 đến 50. Các bạn bình luận một con số từ 10 đến 50 kèm theo câu trả lời cho câu hỏi như sau. Câu hỏi như sau này, nghe kỹ nha. Đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14 viết về người anh hùng nào? Đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14
của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Viết về hình tượng người anh hùng dân tộc nào? Bắt đầu. Đoạn trích: Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14. Viết về người anh hùng dân tộc nào? Nhớ là con số từ 10 đến 50 thôi nha. Rồi. Các bạn bắt đầu bình luận đáp án của mình nào. Có những đáp án khác nhau này. Có các bạn bình luận khác nhau chứ không hề, chứ không giống nhau hoàn toàn như câu 1 và câu 2 nữa. Vậy thì bạn nào sẽ trả lời đúng đây? Rồi, chị chốt nha, 5 giây cuối cùng, 5 giây cuối cùng này. 5 4 3 2 1 hết giờ, chốt câu 3. Rồi, chị đã chốt câu 3 nhá. Và đáp án của chúng ta ở đây đúng rồi, chính xác. Đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái. Viết về, trích hồi thứ 14 là viết về người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung Nguyễn Huệ nha, nghĩa là ở đây Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sau khi lên ngôi thì đấy hiệu là Quang Trung. Thế nên là các bạn trả lời chỉ là vua Quang Trung không cũng được. Các bạn chỉ trả lời là Quang Trung cũng được, các bạn chỉ trả lời là Nguyễn Huệ cũng được, hay các em viết luôn đầy đủ là Quang Trung Nguyễn Huệ đều được nhá. Đây không phải là hai người, đây là cùng một người. Khi mà các bạn đọc đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14, các bạn sẽ được nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái đưa chúng ta quay trở về với thời điểm là khi mà quân Thanh xâm lược nước ta. Và lúc bấy giờ, khi mà nghe tin là quân Thanh vào nước ta quá dễ dàng, thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lúc bấy giờ là chưa có lên ngôi, thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã rất là tức giận và muốn là thân chinh cầm quân đi ngay để có thể dẹp yên quân giặc. Nhưng mà dưới cái sự khuyên nhủ và dưới cái ý kiến của các vị tướng thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã quyết định là làm lễ tế cáo trời đất và lên ngôi hoàng đế. Đó, lấy hiệu là Quang Trung. Thế nên, các câu trả lời là Quang Trung Nguyễn Huệ hay là chỉ Nguyễn Huệ không hay là chỉ Quang Trung không đều được nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu quay số này. Chị thấy các bạn trả lời đúng lắm. Thế là đã đọc hết văn bản rồi đúng không? Rất tốt nha. Nào, bây giờ thì chị sẽ quay từ 10 đến 50 nhá. Cơ hội đã tăng thêm rất là nhiều rồi. Và bắt đầu. Chị quay được lần đầu tiên là con số 36. Có bạn nào bình luận đúng số 36 không? Các bạn bình luận trước khi mà chị chốt ý. Có bạn nào bình luận số 36 không? Nào, 26, ôi trời ơi, tiếc quá Kim Ngân ơi. Rồi lại Thùy Trần 16, thế sao không bình luận? Ui nhá, 3 bình luận đầu tiên, 26, 16, 46, nhưng không có 36. Trời ơi, tiếc không? 23, 25, 45, 23, 26, 37, tại sao không phải 36? 21, 49, 13, 29, 17, 44, 33. Đâu, chị có thấy đâu? Quang Trung 36. Bạn Đoàn Thanh Nhàn đúng không nhở? Nhưng mà Thanh Nhàn bình luận trước khi chị chốt hay là sau khi chị chốt đấy? Ngay sau khi chị chốt. Đây các bạn ơi, chốt câu 3 và bạn Thanh Nhàn bình luận ngay sau khi chị chốt. Trời ơi, các em thấy không? Các bạn thấy không? Đây này, thế là không hợp lệ rồi. Có bạn nào 36 nữa không? Chị có thấy đâu. Chị lướt lại bình luận mà chị không thấy số 36 luôn. 26 có, 16 có, 46 có,
37 có, nhưng không có 36 luôn. Bạn Đoàn Thanh Nhàn thì lại bình luận ngay sau khi mà chị chốt. Thế nên là cũng không được tính rồi. Nên bây giờ chị sẽ quay lại một lần nữa nhá. Trước á, đây, trên máy của chị này, trên máy của chị đây. Đâu rồi? Đây, chị chốt câu 3 và bình luận của bạn Thanh Nhàn thì đằng sau cái bình luận của chị. Thế là thế nào nhở? Ở từ phía các em thì là bình luận nào trước? Từ phía của các em thì là chị chốt trước hay là bạn Thanh Nhàn bình luận trước? Máy em hiện trước à? Trước á? Thế à? Thế sao máy chị lại hiện sau nhở? Ồ, ở máy các em là hiện trước hay hiện sau? Máy của các bạn ý là bình luận chốt của chị diện hiện lên trước hay là bình luận của bạn Thanh Nhàn hiện lên trước? Các bạn nhớ phải chọn đúng cái chế độ là bình luận theo thời gian thực nhá. Chọn đúng cái chế độ là bình luận theo thời gian thực nha. Tức nghĩa là các bạn phải chọn đúng cái chế độ là bình luận theo thời gian thực ý, theo thời gian của cái buổi phát trực tiếp này này. Còn nếu mà ở các cái chế độ khác nhau ấy là sẽ đưa ra các cái thứ tự bình luận khác nhau đấy. Nhá, sẽ đưa ra các cái thứ tự khác nhau đấy. Chị chốt lần lượt mà, chốt câu 1, chốt câu 2 và chốt câu 3. Sao lại em mà chị ơi là thế nào đây? Rồi, thế là ở đây. Em trước đây chị ơi, Phúc Minh ơi, hay là do chị bị ẩn bình luận nhở, nên chị không đọc được thấy các cái bình luận khác của các bạn. Vậy thì bây giờ chị chốt như thế này, nghĩa là vẫn đang còn những cái sự tranh cãi. Câu 2 thì đã chọn ra được bạn rồi này, còn câu hỏi số 3 vẫn còn đang còn những cái sự tranh cãi liên quan đến thời gian bình luận hợp lệ của các bạn. Thế nên ở đây chị sẽ cần thêm các anh chị khác trong team chị Hiên vào để theo dõi và xác nhận lại một lần nữa. Nên kết quả của mini game này sẽ được công bố muộn nhất là vào 8 giờ sáng ngày mai. Nhá, ok chưa? Nên là bình luận của các bạn vẫn còn ở đó, vẫn còn hiện hữu ở đó. Thì để các chị sẽ vào theo dõi với nhiều những tài khoản khác nhau để cho nó công bằng nhất nhá. Còn ở hiện tại thì với tài khoản của chị thì chị đang chưa đọc được hết bình luận của các bạn thì phải. Đó, nên là sẽ cần có thêm các tài khoản khác của các anh chị khác vào để xác nhận một lần nữa để công bằng. Còn phần mini game ngày hôm nay với 3 câu hỏi như vậy thì cái quan trọng nhất bên cạnh là quà tặng nhá, thì cái điều mà chị nghĩ rằng là các bạn cũng thấy giống như chị, chính là các em đã có được những cái hiểu biết cơ bản liên quan đến các văn bản văn học trung đại, là những văn bản mà các buổi sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn. Bởi vậy mà hãy sẵn sàng cùng với chị đến với các buổi học sau phân tích chi tiết về các văn bản này nhé. Còn buổi khai giảng ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ kết thúc tại đây. Đồng ý chưa? Rồi, chị sẽ không quay lại câu hỏi số 3 này bởi vì là cái con số 36 này hiện tại còn tranh cãi. Thế nên là nếu như mà quay lại thì nhỡ đâu các bạn mà đúng ra chúng mình được nhận quà thì lại bị mất cơ hội thì sao? Nên là chị cần phải thêm thời gian để có thể xem xét kèm theo tài khoản của nhiều các anh chị trong team chị Hiên khác nữa thì mới xác nhận được nhá, để đảm bảo sự công bằng. Và nếu như mà các bạn muốn tham gia mini game thì các buổi sau chị cũng sẽ tổ chức các mini game nho nhỏ liên quan đến kiến thức để các bạn vừa ôn lại kiến thức và vừa thử cái tài may mắn của mình, thử cái sự may mắn của mình nhá. Còn buổi khai giảng ngày hôm nay, rất rất cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian tham gia, theo dõi, tập trung lắng nghe và tương tác cùng với chị. Chị rất mong là chúng mình sẽ giữ vững tinh thần này trong các buổi học sau nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi học tiếp theo của khóa học mùa hạ. Đừng quên là ngày hôm nay là ngày duy nhất còn lại cái ưu đãi để chúng ta mua sách và được tặng kèm theo tài liệu. Nên mọi sản phẩm của Văn Chị Hiên, từ ấn phẩm, sách tham khảo hay là khóa học, các bạn hãy nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Nhiều Cơ Sở để được giải đáp chi tiết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Bye bye!